Xin chào các bạn. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cóc ngâm. Trước tiên ta chuẩn bị 3 lạng rưỡi cóc mình đã gọt sẵn. Bây giờ ta cân 2 lạng đường, ta bỏ vô trong nồi ta nấu các bạn ạ. Đó, ta bỏ cũng 2 lạng đường vào trong nồi ta nấu. Bây giờ mình bỏ vào đây khoảng 2 chén nước. Các bạn ạ. Ôi, cho chén rưỡi rồi chứ sợ nhiều quá. Lát cái gì ta cho thêm. Ta bật bếp lên. Ta bắt đầu quậy nồi đường lên cho nó sôi. Nó bắt đầu đi rửa cọc các bạn ạ. Mình mua cọc Thái rất là ngon. Cái cốc này là mình trồng ở trong nhà, là mua một cái cốc 30.000 mình trồng. Giờ mình lấy trái mình làm mình ăn. Giờ bắt đầu sắc cốc. Bây giờ nồi đường mình sôi rồi các bạn, tao đọc tắt bếp đi.
mình sắp cắt xong rồi các bạn. Trong khi ta chờ nồi đường nguội thì ta bỏ một chút muối vào, ta xóc lên cho nó bớt chua. Mình không cần quạt thổi đâu, vì trong khi mình chờ cái cóc này nó thấm với muối thì mình nồi đường nó nguội là vừa rồi các bạn. Ngày mai có thể Ngọc sẽ hướng dẫn các bạn làm chân châu đen các bạn. Bây giờ mình cắt ớt bỏ trong cái hũ này. Trong thời gian chờ đợi mình cắt ớt bỏ trong hũ này. Bây giờ mình rửa cốc và để cho cốc nó ráo các bạn ạ. Đường cho nó nguội. Giờ ta sắp ớt vào trong cái hũ này.
Trong thời gian chờ đợi, mình ăn một miếng kem hồi nãy mình làm cho nó có ngon không các bạn? Cứng quá. Ủa cứng quá. Ngon lắm mà cứng quá. Các bạn, ngày mai các bạn mua về các bạn làm đi. Dễ làm lắm. Chưa đông các bạn cũng có thể ăn được. Các bạn múc các bạn ăn rất là ngon. Kem ngon lắm các bạn, rất ngon luôn, không có nước dừa vẫn ngon, không có sầu riêng vẫn ngon. Hôm xưa mình làm đây mình bán rồi các bạn, bây giờ mình nghỉ rồi. Giờ tôi bắt đầu bỏ cóc vào cái hũ này các bạn. Nước đường mình đã nguội rồi, ta đổ vào đây. Ta đổ vào trong cái thảo này. Mình ngâm có thể là 1-3 ngày mình ăn được các bạn ạ. Vậy là ta có một hũ cắp 3 ngày cho mình có thể ăn được. Nếu mà mình muốn ăn nó đậm đà tí, mình cho thêm tí muối đây các bạn. Có thể mình cho một ít muối đây nhá, nó đậm đậm, nó mặn mặn, nó mặn ngọt. Xin chào các bạn, chúc các bạn thành công.